đâu có làm gì đâu, nó làm gì đó, nói. Đồng hồ là tới bốn biển là nhà. Nó kêu bằng thành đó hả? Tới hai gia đình đệ bốn biển là nhà. Kêu thành đó. Dân Long Quang. Là nó đi tùm lum dân luôn. Tùm lum. Thì kiểu cũng như là nó là công tử bột đi. Cái thằng biết người ấy à? À. Minh Tân xin chào mọi người, hiện tại thì Minh Tân đang ở chợ đầu mối Cao Lãnh cập nhật thông tin mới nhất của vụ án giết người đốt xác ở Cao Lãnh nha mọi người. Mọi người cùng xem video nha. Nó thành kinh. Ghê lắm. Để cái vụ này chắc vòng vòng đây chắc rúng động hay không? Ở đây đó thì có gì đâu. Thì cũng thằng này cũng mới quen biết đây thôi, mới về đây thôi. Cái thằng này nó làm trái cây phải không, hành đó. Đâu có làm gì đâu, nó làm gì đó, nói. Đồng hồ là tới bốn biển là nhà. Nó kêu bằng thành đó hả? Tới hạ gia đình đệ bốn biển là nhà. Kêu thành đó. Dân Long Quang. Là nó đi tùm lum dân luôn. Tùm lum. Thì kiểu cũng như là nó là công tử bột đi. Cái thằng biết người ấy à? À. Ủa nó là công tử luôn, công tử. Thì bây giờ mình không biết nó làm cái gì. Mình chỉ biết nó mới gia chậm thế thôi. Mới về đây có mấy tháng à. Đá già quýnh bài cái này có sùng bài thì nó tới cái nào đá già cái nào đá già thì nó đủ loại chân ha. Cho biết thì ghê quá. Nó cắt cổ người ta chết rồi mà nó còn đốt người ta nữa chứ. Nó ác hơn gì. Thì cái chuyện cắt cổ đốt thì mình không biết hiện trường. À. Nhưng bây giờ mình chỉ biết là công an nói con là thì nghe đốt xác chém thôi. Người nhà nói á chứ không có cắt cổ. Trong người nhà nói á là chích điện xong rồi cắt là người nhà nó trong gia đình thì sợ nó chích điện xong xuôi là tê và bắt đầu với cái tướng anh quân bự mà tướng nó bự lắm. Bự con mà. Với đầu hôm nó có nhậu rồi tướng còn hành chút xíu à người nhà là ở trong hả? Trong nhà của anh quân đó. Thì trong má của trong đám tang đó bà xỉu lên xỉu xuống bữa đó bà xỉu nó dám cả chục lần đó. Bà xỉu bữa tối bữa đông ngày ông vô hay vô nhà vô bữa đám ma bữa chôn bà xỉu lắm bà xỉu luôn bà xỉu khoanh bà không ạ cũng là cái nhân quả hết rồi bữa đó là anh vợ à cặp vợ mới chết vậy đó có vợ có con đàng hoàng có vợ có con thì nó hay có vợ có con đàng hoàng không sống đi sống với bà này. Nhưng mà cái con. Chuyện ảnh khúc của anh ta trong gia đình như kia giờ kìa con sao chồng con về nó mới đi vậy. Ví dụ à trường hợp như con túng quẩn hay sao à, chồng con phải hy sinh đời nó. Đúng rồi. Mình không có nó biết hiểu. Được cái nội bộ của y đó. Thì bây giờ mình chỉ biết có đám thì mình coi thôi. Ở trong nội bộ thì mình không biết chuyện gì hết. Anh Quân có nhậu rồi ha. Thì nó ngay bữa đó thì tối Quân với con Liên có nhậu. Thằng trai nha. À, thằng trai có nhậu. Đó. Thì bữa đó nhậu đây rồi nè, Quân ghé đây mua ly đá me gì cho vợ. Mua ly đá me là lúc 9 giờ. 9 giờ tối ạ. À. Mà giờ trời vừa tạnh mưa đi. Đó, rồi nó ngồi chiếc xe màu trắng nè. À, giờ y mới kêu nhà bán nước Út ơi làm cho con ly đá me. Rồi con nhà bán nước hỏi ly lớn hay nhỏ con. Nó mới nói là ly lớn đi. Lần cuối không biết mua cho vợ hay ai thì mình không biết. Đó giờ lão mới nói thôi con vô ngồi ghế chờ cứu một chút đi nó làm. Giờ y mới nói con ngồi đây được rồi bà hai. Chút xíu nữa con đi. Đó. Hiền chắc cũng hiền khô rồi không? Thì nói ngay thì ở đâu nó giang hồ lãng tử đâu mình không biết. Nhưng mà chồm sớm với nhau ở đây thì nó cũng được. Chứ nó không có mất dạy. Nó cái nào mình nói có lý có tình là thì đó chắc... nó giang hồ đâu thì kệ nó. Nếu mà cái tướng anh Quân hả quýnh thằng đó là chém chết luôn thì đó. Nhưng chắc mà tại bữa đó xỉn thì nó nhậu xỉn giờ này xăm thuốc mê hay gì đó mình không hiểu. Chứ thì nghe nói nó là nó xăm thuốc mê chứ tỉnh táo sao mà quýnh lại nó thì giỏi vậy nó vô nhà trước lúc 5-6 giờ nó ở trong nhà ẵng trong nhà đó hả nó trốn trước rồi chứ người quen thì mới vô được cái nhà đó cái nhà kín cổng cỏ tường có ai trông nó chui ngoài sao ngoài sao như con trào vậy nè có cái cửa hả nó hở vậy nè thì thầy thằng đó nó lép ốm nhất hả?
Nó lép chứ không phải ôm, nó lép. Lép hả? À, giờ nó dẹp á, người nó dẹp dẹp. Giờ nó chỉ lăn qua thôi là được. Còn như tướng anh Quân thì không lọt. Tướng Quân bự con à. À, với nó ở 2 tháng nay rồi nó rành đường đi nước bước hết. Tốt với Cà Mau mà cho dạt lên trên mình rồi. Thì nó đi tứ xứ mà. Gặp Chi Liên này mới quen nữa ha. Gặp Chi Liên này đương cô đơn nữa. À. Bây giờ chuyện ảnh khúc, chuyện cái tình. Cái thằng này đúng ra là phải tử hình. Sao tử hình? Tử hình chắc rồi. Giết người phải tự tin. Tại vì nó đâu phải là chồng của chị Liên hay là gì đâu. Thì nó ngay giữa cuộc tình tay ba mình không hiểu. Mà nó không bị ưỡn khúc gì. Người nào cũng người tình á. Muốn biết chơi hỏi bà đó. Bà đó cô này cũng không nói. Cái chớm này là ai cũng chữ đây. Minh Tân xin kết thúc video, hẹn mọi người video tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người.